Chào mọi người đang xem kênh Dạ Quỳnh TV của Tiên nha. Hôm nay mẹ Tư sẽ làm món vịt nấu cháo. Trời, mẹ Tư đang nhìn sành điệu quá ta. Nhìn giống mấy bà Achuma hàng dữ ta. Nắng chết rồi, đội này lên che đỡ mà. Nắng gì, ta có mái che đây mà nắng gì trời. Bật đèn lên cái mẹ. Bật đèn lên cái sáng sáng nha. Rồi, bữa nay vịt nấu cháo của mình nguyên liệu là gồm có vịt. Tất nhiên, không thể nào thiếu con vịt. Mà con vịt này là con vịt Hàn Quốc chứ không phải con vịt Việt Nam. Vịt này mập hơn Tiên. Rồi mình có xả nè, hành, tỏi, cháo, tất nhiên phải có cháo, vịt nấu cháo là phải có vịt với cháo. Khoai môn, sa tế, rau, đặc biệt là phải có rau muống để nhúng đúng không? Rồi nấm rơm, Việt Nam, khoai môn nè, khoai môn bố hổm mua xém chữa lộn với bà luôn. Bà bán gian lận Tiên với mẹ Tiên với mọi người. Bà thấy mình người Việt Nam mà Tiên ở hàng chục năm mình phải đâu phải Tiên mới qua đâu. Bà làm cái giọng bà hốt. Tiên mới nói bà là Tiên mua 5.000 thôi. Ý là bà bán một thao 5.000 đúng không? Mình mua một thao 5.000 hợp lý rồi. Nhưng tự nhiên cái bà lại cái bà đổi cho Tiên hai thao tính 10.000. Mua hai thao về ăn sao hết. Một thao là một đủ nấu rồi. Thế xong Tiên phải nói lại với bà là tôi muốn mua một thao 5.000 được không? Sao cái bà đổ ra bà hốt lại thao 5.000 trời. Ủa, bán kiểu gì không biết nữa. Mấy bà hàng mong ở ngoài chợ nhiều bà cũng kỳ cục lắm mọi người ơi. Người hàng cũng có đít có đát nha. Giờ mình chặt vịt ra nha. Lấy cái xương sườn nó ra ha, xương sống. Trời bé lắm hả mẹ? Trời được bự quá mẹ ha. Mẹ Tư từ hồi qua hàng làm như trắng hơn hả mẹ? Có không? Làm như mởn mởn ra hàng sao á. Chắc vậy. Cho gừng với hành vô để mình luộc mấy cục vịt của mình cho nó hấp hết hơi lông nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vô nha. Cho thịt vịt vô để ướp nha mọi người. Cho tỏi tỏi phi vô. Hành tím luôn. Mình cho đường vô, mềm xíu bột ngọt vô nè, bột ngọt cho tới tôm, cho muỗng vô cho có màu thôi ha. Chao của mình đâu mình dứt vài cục chao vô hả. Thật sự cái món chao Việt Nam này nó rất là ngon, mình ăn cái gì cũng thấy ngon chứ mọi người. Mình luộc ra mình chấm cũng ngon, rồi mình ướp chao mình nướng cũng ngon, rồi mình nấu chao cũng ngon. Trời nó mà chảy nước miếng, mà mùi cháo thơm đặc trưng lắm kìa nghe. Bóp luôn, đúng rồi, mình bóp phải dùng tay chứ mẹ. Bóp không dùng tay với Dũng gì giờ. Đúng rồi. Thơm lắm hả mẹ? Bát ngát luôn. Giờ để đây nửa tiếng đi. Dạ, cho thấm ha. Mình cho dầu vô chảo nha. Cho đầu xả vô. Cho hành tỏi vô. Xào lên. Wow, thơm lắm. Bây giờ mình sẽ đổ thịt vịt của mình vô. Mình cho nước vô. Nước thì mình chét lại trong cái chao nãy còn đi trong thao đó. Sáp nhưng mình không có xào củ nhỏ nhỏ thôi mà. Mình không có xào để cho nó ra nhiều ra cho nó ngon. Mình cho thêm nấm rơm vô nữa nha. Rơm teo teo vậy chứ hỏi nở rồi ngon. Trắng tươi à, hình to lên. Nó mùi tao cũng được vậy ngon. Anh Ba Đông đi xuống có nghe mùi thơm rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho ớt với lại ngò rí vô. Trái bốn ngã mới được nha. Đông Tây Nam Bắc ha. Thì cho mấy ngò rí ẩm giữa luôn. Thôi ngon quá ta ơi. Giúp đông đầy miếng nữa. Mời mọi người ăn vịt nấu cháo với anh Ba Đông và mẹ của Tiên nha. Ngó ta. Ăn đi. Ăn miếng coi. Chan nước nhìn vô mấy ăn ngon nè. Chan nước phải môi nè. Chén chào hấp dẫn kìa. Ê, để con múc cho má nha má.
Như như chicken mong ra. Không phải. Không phải 77 chấm mấy cái này nè. Cookie chicken burger à. Cookie mà. À, dạ chế hết rồi à. Chấm rau với lại chấm thịt vô đó anh. Ừ, chấm rau vô đó. Ừ. Múc nước rồi cho cái ớt bự vậy. Ai kêu mẹ cho con miếng ớt thì con cho mẹ lại nguyên trái. Đó. Ừ, vậy cũng được. Có lý ha. Ăn ớt cay khỏi ăn thịt. Rồi. Tại má cho con miếng ớt thì con cho má lại trái ớt. Ăn đi má. Rồi. Này mềm. Ở té. Không, phải sợ. Mà thích sợ. Ngon quá. Không. À. Ừ. Ông ma mà thích sợ à? À, thích sợ. Trời má thích sợ. Ồ. À, ghế nói mẹ làm ngon quá. Ngon thiệt ba. Bưng lên ăn cho dễ. Ừ. Cái nấm ngon mẹ ha. Ngon cái nấm gơm. Đang ăn nói cũng sành. Cái nấm gơm ngon. Ừ. Cái nước chấm chao này vừa ăn nè mẹ. Ông là nấm quá. Thêm bông nó dẻo không hả rồi. Dẻo rồi nè, hết biết dẻo rồi. Dẻo lắm hả má? Ừ. Đây nè. Còn hơn là bột mì nữa. Bấy đâu xào đâu. Cho ra cái nhựa nhựa nó ngon. Mông cát mà. Để gấp cho mà đông miếng thêm môn à. Múc bè. Múc bè, má. Má em bè. Taro. Taro, Taro. Múc bè. Ăn thử phai môn đi anh. Ở tê á. Nhưng mà cần nhớ mà. Ông nói ăn như phai tây vậy ta. Thì phai môn với phai tây cũng dòng hỏi nha đó. Ăn tẩn tẩn nhàng nóng á. Chủ xe mê á, á này tôi cười á. Bừa. Nóng tới buộc luôn á. Chà, phút rồi cơ nha, tàn bia của. Ừ. Bác sĩ. Ghen dữ rồi. Không có. Ngon xinh nè. Nói chung là ngon đó. Nấm mà sao trơn dữ trời. Tại cái giá ấy giá múc. Bữa con kia mẹ trồng nấm gom chứ cửa nhà mình mẹ có trồng chưa? Trời. Cái thời gian nào đi chắc gom. Bữa cắt lúa thầm gom nhóc trơn kêu đi hốt vô gom vô người ta. Người ta quấn sẵn cho mình có nồi theo cục mà. Mình chỉ cần dựng dựng trước cửa thôi. Chở vô kêu mấy dưỡng chở vô dựng dựng trước cửa rồi gãi mẹ. Nó cũng tự lên núm mà không có làm luôn hả? Muốn người ta cuốn cho ai cuốn cho mình nha. Ừ. Không có làm hả mẹ? Hôm nay đồng đó người ta không mua gom. Đốt cái gì? Không mua gom thì mẹ kêu người ra cuốn. Còn mấy mẹ ra mẹ cuốn. Chắc nằm ở đó luôn. Trời nắng cuốn chắc chết luôn quá. Bữa hôm ở miền Tây nắng bốn mấy độ. Đi ra ngoài ruộng cuốn gom chắc ăn, ăn không có được cái núm gom nữa mà. Mấy núm gom nó chưa được ăn nữa. Cái gì vậy? Trời ơi. Tao nói nấm mà. Ông ăn mà ông làm biểu cảm hú hồn chi mén thiệt. Không mà cái nó dẻo quá, nó nóng tới ruột luôn á. Phỏng tới ruột luôn á nha. Chụp xíu mê không? Hú hả mên sợ? Bà có chút là tư ứng đề. Anh bán chá là sao tôi sẽ bán chá là sao? Ít kìa. Anh này không nói tư ứng đề. Ông nói ngoài nó ông nóng mà sao cho ông nóng dữ. Nó dẻo quá. Dẻo nóng tới ruột luôn. Còn mà nóng thiệt nha. Ừ. Nóng thiệt ở tôi cung nè. Thì chẳng muốn là hả mà mua được một cái tờ. Ừ. Cái tổng nghe, bố sĩ tổng nghe mà có Việt Nam này ta có cái gì chế kì mình sẽ mở cửa. Dạ cả tắc tắc thế sao mở cửa. Ông hỏi bên Việt Nam mình ăn thịt hay thịt gà hay thịt vịt là hay ăn kiểu mấy con. Cũng không biết thì mua được bài vậy. Dai dai đúng không? Không có bở như là gà nông nghiệp. Đúng rồi. Ừ. Bọn nhân thì cũng muốn cho cái nó là gì cả. Bánh gà. À gì bao giờ? Giường á, nó ngon. Ê, cái gì? Thú trung tắc. À. Thú trung tắc chỗ qua hè.
Gà người ta ăn là phải mua mấy con gà thả vườn chạy tung tăng ngoài ruộng, ăn lúa ăn sâu đồ á, ăn bọ đồ á, rồi xong nó chạy tung tăng cả ngày á, mấy con đó ăn mới ngon. Mà ý là ổng còn chưa ăn con gà đá độ đó, bữa nào mà mua con gà người ta đá độ thua á mẹ, cho ổng ăn con đó mới giữ nữa, con đó là coi chừng gian hầm gan giả luôn á. Ủa sao không tắt ai chịu ẩm mốt quá chị? Hả? Sao không tắt? Sao không tắt? Tâm sao không tắt? Mấy gà đá đó anh. Ăn mua bắt chứ cho đơn tắt chính trà tao tắt theo chí coi à. Cứ tự nhiên gì cũng giúp bắt kịp nữa nhìn cả. Ừ. Mấy nay quần tâm hết này cả. Tối ngày nó đi tập gym, mới tập nó đi đi tập hết giờ đó. Cứ đi mất rồi. Mấy này hết sự tái nhìn cầm mồ. Sao có mấy con nói là tôi nói là như vận động viên. Tôi nói người ta nước này cần gan chi một cổ nước này mà nhiều cổ chỉ bằng hai chỉ bằng nhập tao bốn cả. Thế là mồm mình tắt tắt nhẹ không nhiều gì. Chào đồng đất móc con mèo. Ờ chạy mồm móc con mèo. Cả cha à thứ ni bá chân ta thứ ni. Dạ. Tì nói ăn lãng vãng mấy con gà là bay hầm gan giả hết thiệt hả? Thì chú gì nữa trời. Thiệt mà. Ôi cái mật đồ. Mật đồ. Theo con dịch nói mẹ. Ăn cái gì ngon khen lắm. Ăn cái gì không ngon là Kỳ nhơi ôi mật đồ. Ngon, hay mâm ngon quá. Dẻo hết, biết dẻo à. Ngày mua về nấu chè đậu trắng ra, bưng ra ngoài chỗ hợp chợ bán. Gì cũng đòi làm bán chân á. Bán đi con. Có hợp chợ này bán ngoài chè. Mẹ nấu lên để con bán online nè, ai đặt hàng thì inbox mình ship cho người ta. Ông ăn miếng phải mồm, ông làm như gắn như cái lưỡi thục ra thục vô, ông làm lia lịa. Phải chè thì ăn liền mới ngon chứ. Ăn liền tại chỗ. Nóng nóng rồi. Không phải. Ông chồng con á. Ừ rồi. Ăn mà giống như là bẩn mà ăn mà gình vậy. Nóng thì nóng hơn á. Tắt lửa nãy giờ đó nghe, phải còn mở sôi đặc còn nóng dữ. Sôi tặc tặc. Tại vì quên mất rồi á. Tại vì cái nắp này nó cũng nóng sẵn á mọi người. Tắt xong nó vẫn còn giữ nhiệt lâu lắm. Chút rồi. Ừ. À, chút rồi nhỉ. Cái này mà ăn vụn chắc không được đâu. Ăn vụn mà nuốt, nuốt trọng chắc chết đó. Bự lưỡi mềm lắm, không có dạng cứng. Gà dịch này cũng kiểu dịch công nghiệp ha. Ngoài đâu nấu lâu nó mềm chứ công nghiệp cái gì. À, dạ mẹ nấu ngon, má lắm, món này ngon lắm má. Lâu nó mềm nó ngon cũng dai
cũng dai lắm chứ bộ. Dai, dai lắm á. Không, ý là nó cũng mềm mà nó cũng dai á. Trong dai có mềm, trong mềm có dai á. Tôi đang nói gì trời. Wow, bà, nóng lắm á anh. Bây giờ mình làm trái ớt này vô nữa là nói hơn két luôn nè. Vâng. thế gì chứ nhà chồng của Tiên là không ăn ớt loại Tiên chứ mọi người. Cái giá này nè. Thường người Hàn Quốc ăn ớt nhiều, mọi người thường nghĩ vậy đúng không? Nhưng mà không phải đâu. Ăn cũng bình thường thôi. Ăn nhiều khi còn thua người Việt Nam mình. Mà điển hình là nhà chồng của Tiên là không ai ăn ớt loại Tiên chứ. Này là cái giá nè, muốn gom nhất ra nè. Gấp không được đâu. Gấp được. Tụt vậy. Cái bà bán mồm khó ưa nhưng mà phải mồm bán ngon quá nha. Không làm quá. Trời ơi, tính ra ba người mình cũng làm sạch cái nồi đó mẹ. Ăn cũng mạnh quá chứ. Hay ăn khỉa khỉa chứ cũng hao mòn lắm bộ ạ. Mà biết. Cái giò nè. Hành lan tới mua rồi, hành lan tới mua rồi. Nà mùng nương tung mà. Ủa mẹ nhìn mà ăn gỏi chân đó hả? Ừ. Lẹ dữ ta. Miếng giấy anh. Đây. Sao nè, cho lau. Cháy nè. Cháy lau dầu luôn rồi, cháy thấm dầu luôn rồi. Thì mở dính dầu không rồi lau luôn đi. Thấy không chị Tâm? Không chào được đâu, tại vì Tiên còn đang nhai mà, chừng nào Tiên nhai không mới chào được. Nhai đi, ngồi chờ tới chiều cũng được mà. Mặt kêu. Mặt kêu. Đi rồi. Mày chào múa hay gì? Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment, ủng hộ cho kênh Nhiều Quên TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Cảm ơn. Nên ăn chen dài vũ nha rồi. Vâng.